xin chào mọi người hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về hai cái điểm chính là về pap smear của người phụ nữ tức là thử phết mỏng và chia sẻ thứ hai của mình là về hpv tức là human Papilloma Virus tại sao phụ nữ cần phải làm pap smear và hpv nó có vai trò như thế nào trong việc gây ra ung thư tử cung Uh, ung thư âm đạo và ung thư âm hộ của người phụ nữ. Thật ra HPV đã có rất là lâu đời rồi, nhưng mà chúng ta không biết về HPV nhiều, tại vì HPV uh, những người mà bị HPV thì thật ra không có cái triệu chứng nào tới khi người nữ đến khám phụ khoa và làm cái vết mỏng gọi là uh, Pap smear thì mới phát hiện ra là mình có những cái, cái tế bào khác thường hoặc là mình có bị HPV hay không thực ra có trên 150 loại HPV nhưng mà có bốn loại chính và bốn loại thông thường mà chúng ta sẽ test khi làm cái Pap smear là cái loại 6, 11 À, 16 và 18 trong bốn loại này á thì cái loại 16 và 18 gây ra ung thư tử cung à, ung thư âm đạo và âm hộ à, 70 phần trăm rồi À, những cái loại khác á, thì à, à, 11 và 16 thì rất là common để mà gây ra những cái mụn cốc ở cái vùng à, vùng kính của mình à, vùng âm đạo à, HPV cũng có thể gây ra ung thư ở vùng hậu môn nữa và với những cái cái tin tức này về HPV thì các chị em phụ nữ cần làm gì để mà biết mình có HPV hay không thật ra một vài tranh cãi cho rất là nhiều gia đình khi một một người phụ nữ đi khám phụ khoa và có biết được mình đã có HPV thì cái HPV này mình đã có mình có thường người chồng của mình, người bạn tình của mình hay là mình đã có ở đâu thì thật ra 50% của tất 50% những người mà có quan hệ tình dục thì sẽ có bị nhiễm HPV ngay cả ngay cả trong một cái gia đình một vợ một chồng thì vẫn cũng có thể là bị HPV nhưng mà um, khi mà mà cơ thể của người phụ nữ cũng có thể là expel ra những cái HPV này ngày xưa khi mà những cái guideline cũ đó thì hpv um, những người phụ nữ khi mà có quan hệ tình dục sau một năm thì nên làm cái pap smear, làm cái phết mỏng Nhưng mà cái guideline sau này đó là tất cả những người phụ nữ có quan hệ tình dục 21 tuổi Thì bắt đầu làm cái pap smear này Tại vì sao? Tại vì cơ thể của người nữ có thể expel, có thể loại đi những cái HPV khi mà họ còn nhỏ tuổi à, Thì HPV này, những cái lý do nào làm cho một người có khả năng có HPV cao hơn bình thường? À, có một vài lý do như thế này. À, thứ nhất là người nữ đó có quan hệ tình dục ở lứa tuổi sớm quá. Thứ hai là người phụ nữ đó à, người nữ đó à, có nhiều người bạn tình và thứ ba là người chồng hoặc là người 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 chồng hoặc người bạn tình của phụ nữ đó à, có rất là nhiều quan hệ với những người phụ nữ khác thì cũng có thể làm cho người phụ nữ đó có cơ hội có HPV nhiều hơn bình thường. À thật ra thì gần như là 10 năm á, có một người một người bị HPV à, thì tế bào nó mới thay đổi và trở thành ung thư. Khi mà một người đi làm Pap smear, nếu như mà người bác sĩ collect đủ những cái tế bào á, thì cho chúng ta một cái um, cái xét nghiệm cái cái result xem là mình có những cái cái cái, cái à, À, bất bình thường hay không thực ra có rất là nhiều dạng loại pap smear bất bình thường à, trên 50% phần trăm của phụ nữ nếu như mà mà detect cái 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 những tế bào bất thường thường này á, thì cái cơ hội mà tử vong ung thư rất là thấp nhưng mà quan trọng là những người phụ nữ này phải được à, chẩn đoán trong cái thời gian mà à, ban đầu nhất để có thể có những cái à, chăm sóc về sức khỏe để uh, có thể uh, trị cho nó đúng và, và càng sớm. Khi mà HPV bị HPV rồi thì thì có cách nào chữa hay không? Thật ra không có cách nào chữa hết. Một là cơ thể có thể là expel nó ra và thứ hai là chúng ta phải khám và trị những cái cái results những cái uh, mà HPV đã gây ra. Thì bây giờ mình sẽ um, nêu ra một vài cái uh, pap smear mà nó bất bình thường ha. Um, hai cái loại mà chúng ta nghĩ là là nó bất bình thường ở cái giai đoạn mà uh, sớm nhất và cái giai đoạn nhẹ nhất đó, đó là ascus Biết tắt là a s c u s tức là atypical squamous cell of undetermined significance um, đây là cái cái loại mà most common cái loại mà thường nhất mà chúng ta hay gặp um, có nhiều khi cái cái loại này nó được consider as an unclear result rather than abnormal có một vài bác sĩ xem cái cái chẩn đoán ASCUS này nếu như là một cái loại mà bất bình thường uh, và có thể là chúng ta nên làm cái pháp lại để xem mình có thực sự là bị những cái tế bào nó thay đổi hay không thứ hai đó là atypical granular cells granular cells là được uh, produce um, qua ở, ở trong cái uh, cervix hoặc là trong cái âm uh, đạo hoặc là trong tử cung khi mà atypical tức là nó không có bình thường um, do những cái tế bào nó thay đổi thì không được bình thường đây là những cấp độ nhẹ nhất cấp độ tới chúng ta nói tới là low grade squamous intraepithelial lesion hoặc là viết tắt là LSIS low grade squamous intraepithelial lesion đây cũng có thể gọi là mal dysplasia tế bào nó đã thay đổi và nó có thể chuyển hóa thành tử cô là thành ung thư cấp độ cao hơn chút xíu nữa là HSIL là high grade squamous intraepithelial lesion tức là HSIL high grade squamous intraepithelial lesions và cái cuối cùng là các cấp độ mà chúng ta lo ngại đó là atypical squamous cells tức là ASC, um, atypical squamous cell cannot exclude um, high grade squamous intraepithelial lesion và cái 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 mà đáng sợ nhất advanced lesion đó, là cái uh, adenocarcinoma in situ um, và một cái cấp độ là ung thư đó là cancer cancer cell, cervical cancer cell, là squamous cell carcinoma hoặc là squamous cell adenoid thì có rất là nhiều cấp độ như các chị em có thể thấy đó cho nên là chúng ta cần làm cái pap smear um, thì hiện tại cái guideline là từ 2, 21 tuổi đó, là, là bắt đầu làm pap smear um, từ 21 tuổi á, uh, chúng ta bắt đầu làm à, um, mà khi và khi khi chúng ta làm từ 21 tới 29 tuổi á, thì thường thường làm Pap smear mỗi 3 năm nha. Có các chị em hỏi mỗi 3 năm thì thì cái 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 HPV này nó hoàn hành và nó có thể gây ra những cái ung uh, um thư chẳng hạn thì như thế nào? Có thể mình làm một năm hay không? Thực ra lúc trước á, thì là Pap smear là mỗi năm nhưng mà sau này có những cái thay đổi tức là rất là nhiều người đã làm research rồi và để mà cái tế bào cái HPV này nó thay đổi tế bào thì thì cần một cái thời gian nào đó cho nên người ta mới thay đổi cái guideline là mỗi 3 năm tức là từ 21 tuổi tới 29 tuổi thì làm Pap smear mỗi 3 năm à, khi mà ở cái lứa tuổi này á, thì người ta thường thường không có làm xem người phụ nữ đó có HPV hay không nhưng mà từ 30 tới 65 tuổi là sẽ làm Cái uh, kêu bằng co testing tức là chúng ta cộng thêm làm cái HPV nữa uh, thì cái guideline từ 30 tới 65 tuổi là một cách là chúng ta làm pap smear mỗi 3 năm không có làm co testing thứ hai á, là làm pap smear mỗi 5 năm và làm cái co testing gọi là HPV thì thật ra mình là một người medical provider. Mình sẽ follow những cái guideline này. Thật ra insurance cũng sẽ trả theo những cái guideline này. Có rất là nhiều insurance sẽ sẽ trả, trả, mỗi năm. Và nếu như mà quý vị mà cẩn thận hơn, muốn làm mỗi năm, muốn làm 6 tháng, nếu như mà có cái abnormal pap nào ở trong quá khứ, thì quý vị cũng có thể trả tiền mặt để mà làm những cái pap smear này. Um, mình thường thường thì sẽ follow cái guideline hoặc là nếu như trong tiền sử của bệnh nhân đó của mình có cái abnormal pap thì mình sẽ cẩn thận hơn và mình có thể làm một năm hoặc là có có thể là làm 6 tháng chẳng hạn. À, thì đó là những cái uh, uh, sơ lược về HPV và vì sao các chị em phụ nữ cần làm uh, Pap smear uh, bắt đầu bằng tuổi 21 tuổi. Tại sao chúng ta cần lập gia đình và chung thủy với người vợ, người chồng của mình. Tại vì thật ra những cái hành động của con người nếu như mà uh, mỗi người sẽ có những cái suy nghĩ, dòng suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà mỗi cái việc gì mình làm nó sai với lại uh, uh, lương tâm của mình thì mình nghĩ rằng sẽ có những cái hậu quả nào đó. Cho nên để mà cẩn thận thì mọi người nên là uh, suy nghĩ trước khi mà mình hành động một cái điều gì đó mình vẫn khuyến khích là nên các chị em có gia đình một vợ một chồng vẫn tốt hơn mình rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe và mình chúc tất cả các chị em phụ nữ có thật là nhiều sức khỏe và nên có thời gian để khám và chăm sóc sức khỏe của mình mình thân thân ái kính chào tất cả quý vị